Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân ở các bệnh viện đã được các cơ quan, đơn vị và các câu lạc bộ quan tâm tổ chức. Chiều qua, các học sinh là thành viên câu lạc bộ sách trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã tới bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tặng quà cho các bệnh nhi nặng đang điều trị tại bệnh viện. Với 356 đầu sách mang nội dung giáo dục con cái và định hướng du học, các thành viên câu lạc bộ sách đã chào bán cho các bậc phụ huynh và nhiều người yêu sách, thu về hơn 12 triệu đồng. Câu lạc bộ đã trao 20 suất quà mừng tuổi trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một suất, cùng với nhiều phần quà bánh kẹo cho các bệnh nhi, mong muốn xoa dịu nỗi đau và mang đến cho các em nhỏ một cái Tết ấm áp. Hoạt động ý nghĩa này đang được các em tiếp tục phát huy, qua đó chuyển đến giới trẻ học đường thông điệp về lối sống nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng.